Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Video ngắn này sẽ có những tin chính sau. Đội hình thập kỷ Đông Nam Á có 3 cái tên đội tuyển Việt Nam bất ngờ vị trí thủ môn. Sắp muối vào vết thương, người Thái phụ phàng với huấn luyện viên Akira Nishino. Lộ diện bộ ba tấn công đáng sợ của U23 Thái Lan. Và bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết. Đội hình thập kỷ Đông Nam Á có 3 cái tên đội tuyển Việt Nam bất ngờ vị trí thủ môn. Mới đây, trang La Sport Asia đã đưa ra bình chọn về đội hình thập kỷ của Đông Nam Á, trong đó có những bất ngờ khá thú vị. Năm 2019 khép lại cũng là lúc để chúng ta nhìn lại những thăng trầm của bóng đá khu vực Đông Nam Á trong một thập kỷ qua. Nhân dịp này, trang La Sport Asia đã đưa ra bình chọn về đội hình thập kỷ của Đông Nam Á, với những gương mặt sẽ nhắc nhở nhiều kỷ niệm thú vị. Tất nhiên, thủ thành người Philippines không có nhiều thành tích vang dội như những ứng cử viên khác như Kawin Thamsachanan của Thái Lan hay Đặng Văn Lâm của Việt Nam. Song Anh đang là thủ môn của Đông Nam Á chơi ở đẳng cấp cao nhất. Neil Etheridge là thủ thành đầu tiên của khu vực thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Cardiff City. Trung vệ Therathon Bumathan, Harit Harun và Nguyễn Trọng Hoàng. Phải công nhận rằng Therathon đang là hậu vệ trái tốt nhất Đông Nam Á hiện tại với đẳng cấp và bản lĩnh của mình. Hiện anh đang thi đấu cho Yokohama Marinos của giải G-League One. Thành quả của Therathon khiến ai cũng phải ngưỡng mộ với một chức vô địch AFF Cup, 2 Kings Cup, huy chương vàng SEA Games và 5 danh hiệu Thái League. Harit Harun là nhân tố quan trọng của đội tuyển Singapore kể từ năm 2007. Anh đóng vai trò quan trọng trong lần đăng quang tại AFF Cup 2012 của đội tuyển đảo quốc sư tử và xứng đáng có mặt trong đội hình này. Nguyễn Trọng Hoàng là con ong cần mẫn của đội tuyển Việt Nam trong suốt 10 năm qua. Với lối đá đậm chất thể lực, quyết tâm và không ngại va chạm, cầu thủ này chính là một chốt chặn rất đáng tin cậy của các thời huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Vừa qua, Trọng Hoàng cũng góp sức cùng huấn luyện viên Park Hang-seo lập nên kỳ tích tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Tiền vệ Chanathip Songkrasin, Nguyễn Quang Hải, Evan Dimat, Safib Rahim. Chanathip Songkrasin là biểu tượng của bóng đá Thái Lan suốt một thập kỷ qua. Tài năng và đẳng cấp của cầu thủ này được gói gọn trong biệt danh Messi Thái khi anh thi đấu tốc độ, khéo léo và cực kỳ tinh quái. Hiện tại, Chanathip đang là cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á. Trong 10 năm qua, anh đã có 2 tấm huy chương vàng SEA Games và 2 chiếc cúp AFF Cup cùng một số danh hiệu cá nhân cao quý. Nguyễn Quang Hải là tài năng đáng chú ý của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Anh là một mũi giáp công phía cánh phải rất lợi hại mà huấn luyện viên Park Hang-seo luôn lựa chọn. Quang Hải đóng vai trò quan trọng trong hành trình tạo nên kỳ tích tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Có thể nói, số 19 của đội tuyển Việt Nam có đủ yếu tố để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất của Đông Nam Á trong tương lai. Hiện tại, anh đang cùng U23 Việt Nam hướng đến vòng chung kết U23 châu Á 2020. Evan Dimat, Safib Rahim cũng là hai tiền vệ rất đáng chú ý. Evan Dimat là linh hồn của hàng tiền vệ đội tuyển Indonesia, trong khi Safib Rahim là người hùng của đội tuyển Malaysia ở hành trình xưng vương tại AFF Cup 2010. Tiền đạo Terasil Dangda, Sari Isak và Lê Công Vinh. Terasil Dangda đang là tiền đạo đáng sợ nhất của bóng đá khu vực trong hơn 10 năm qua. Anh chính là nhân tố quan trọng của đội tuyển Thái Lan trong một thời gian rất dài. Thể lực, tỷ đè và khả năng dứt điểm đa dạng đã giúp cho chân sút này tạo nên thương hiệu cho chính mình. Dangda đã có 45 bàn thắng sau 104 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh cũng là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng tại La Liga, câu lạc bộ Almeria. Trước Nguyễn Quang Hải, Lê Công Vinh chính là linh hồn của hàng công đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm. Tiền đạo này có lối đá thông minh, cần cù và biết ghi những bàn thắng quan trọng. Sari Isak được xem là người hùng của đội tuyển Singapore tại AFF Cup 2012 khi đã ghi những bàn thắng quan trọng. Hiện tại, ở tuổi 35, tiền đạo này vẫn đang thi đấu cho Home United. Huấn luyện viên Kiatisak Senamuang nói về góc độ thành công, có thể nói Zico Thái là người có nhiều thành tích nhất so với các huấn luyện viên của Đông Nam Á trong 10 năm qua. Ông có phần nhỉnh hơn huấn luyện viên hiện tại của đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo khi đoạt 2 danh hiệu AFF Cup, 2 huy chương vàng SEA Games và cùng đội tuyển Thái Lan thiết lập một đế chế thật sự ở Đông Nam Á. Sắp muối vào vết thương, người Thái phụ phàng với huấn luyện viên Akira Nishino.
Võ Chiến đã có một năm thất bại tuần tập trước kỳ phùng địch thủ Việt Nam. Điều này đã khiến vị tướng đẳng cấp World Cup Nishino trở thành trò hề. Nền bóng đá Thái Lan đã có một năm đáng quên khi liên tục nhận những thất bại thảm hại. Trong vòng 12 tháng, người Thái sử dụng 4 huấn luyện viên trưởng từ Milovan Sarevac đến Sirisak Jodirathai, Alexander Gama đội U23 Thái Lan và hiện tại là Akira Nishino. Mặc dù vậy, thành tích của các đội tuyển Thái Lan vẫn tụt dốc không phanh, đá đầu thua đó. Bóng đá xứ chùa vàng chưa bao giờ thảm hại như năm nay. Chính vì lý do này mà truyền thông Thái Lan đã chút giận lên huấn luyện viên trưởng Akira Nishino, dù vị thuyền trưởng người Nhật Bản mới nắm Võ Chiến hơn 5 tháng. Truyền thông xứ chùa vàng mới đây gán cho ông Nishino biệt danh Sumara nhựa trong cuộc bình chọn những nhân vật thể thao năm 2019. Sở dĩ, tướng Nishino nhận danh hiệu đáng thất vọng này vì bóng đá Thái Lan chưa thể cuột khởi, đã rớt xuống hạng 3 bảng G vòng loại World Cup 2022, bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 30. Huấn luyện viên Akira Nishino gây ấn tượng mạnh cùng đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2018, cũng như từng có quá khứ oai hùng với câu lạc bộ Gamba Osaka. Tuyển Thái Lan có khởi đầu khá tốt, cầm hòa Việt Nam, quật ngã Indonesia và UAE để vươn lên dẫn đầu bảng G. Nhưng thầy trò chiến lược gia Nishino đã đánh mất phong độ sắc bén trong thời điểm quyết định. Thái Lan bất ngờ thúc thủ trước chủ nhà Malaysia, không thể đả bại Việt Nam ở Mỹ Đình và rớt xuống vị trí thứ 3 bảng G. Từ vị thế đội đầu bảng, đội tuyển Thái Lan mất quyền tự quyết và chưa biết có thể được bước vào giai đoạn cuối cùng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á hay không. Gần nhất, SEA Games 30 mang đến sự thất vọng cho người hâm mộ khi UAE Thái Lan đương kim vô địch bị loại ngay sau vòng bảng. Chiến lược gia người Nhật Bản có phải là một chiến binh samurai thật sự hay chỉ là samurai nhựa? Báo chí xứ chùa vàng viết, bất chấp những kết quả đáng thất vọng thời gian qua, huấn luyện viên Akira Nishino vẫn an toàn và được đảm bảo cho chiến dịch góp mặt tại World Cup 2026 của bóng đá Thái Lan. Chia sẻ của Matichon, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan Sumjot khẳng định, ông Nishino từng nói rằng muốn một lần nữa sự cúp bóng đá thế giới. Đó là lý do ông ấy đồng ý dẫn dắt tuyển U23 Thái Lan để nắm rõ về lực lượng cầu thủ. Lộ diện bộ ba tấn công đáng sợ của U23 Thái Lan. Trong buổi hội quân đầu tiên của đội U23 Thái Lan, huấn luyện viên Akira Nishino đã tiết lộ bộ ba tấn công đáng sợ của đội bóng. Vào hôm qua, đội U23 Thái Lan đã chính thức hội quân tại trung tâm Winmill Club Residency. Trước khi ra sân tập, huấn luyện viên Akira Nishino đã có những trao đổi với các cầu thủ về những vấn đề trong thời gian tới. Theo tiết lộ của báo giới Thái Lan, huấn luyện viên người Nhật Bản đã nêu ra bộ ba tấn công đáng sợ của U23 Thái Lan là Suphanat Muenata, Ben David và Supachok Sarachat. Họ sẽ là những nhân tố chính trên hàng công của Voi Chiến ở giải U23 châu Á. Trong đó, Suphanat Muenata và Supachok Sarachat vốn đã quen thuộc với những người hâm mộ Việt Nam khi thường xuyên xuất hiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia và U22. Cả hai cùng nằm trong danh sách U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30 vừa qua. Người còn lại, Ben David là cầu thủ gốc Thái Lan đang thi đấu cho câu lạc bộ Fulham của Anh. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thuyết phục câu lạc bộ Fulham nhà tiền vệ này về thi đấu ở giải U23 châu Á. Trước đó, lời đề nghị để Ben David chơi ở SEA Games của phía Thái Lan đã bị đội bóng Anh khước từ. Ben David từng ra sân trong màu áo đội 1 của Fulham trong trận đấu với Southampton ở League Cup mùa giải này. Cầu thủ sinh năm 2000 được đánh giá rất cao bởi khả năng kiến tạo bởi có nhãn quan chiến thuật tốt. Trong quá khứ, Ben David từng khoác áo đội U19 Singapore, nơi cha mẹ cầu thủ này từng sinh sống một thời gian dài trước khi sang Anh. Thế nhưng, cuối cùng cầu thủ 19 tuổi này đã quyết định trở về thi đấu cho đội bóng quê hương Thái Lan. Được biết, nguyên nhân khiến Benjamin David lựa chọn Thái Lan bởi anh vướng vào rắc rối liên quan tới nghĩa vụ quân sự theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore. Trước khi anh gia nhập Fulham vào năm 2017, việc ra sân với bộ ba tấn công trên có nghĩa rằng huấn luyện viên Akira Nishino chưa có sự tin tưởng về tiền đạo Supachai Sadet. Dưới thời huấn luyện viên người Nhật Bản, ngôi sao trẻ của bóng đá Thái Lan chưa gây được ấn tượng và liên tục phải ngồi dự bị. Trước đó, báo giới Thái Lan từng hé lộ rằng huấn luyện viên Akira Nishino có thể sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 giống như các đội tuyển Việt Nam, thay vì sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 như trước đây. Theo dự kiến, đội U23 Thái Lan sẽ tập luyện ở trung tâm Winmill Football Club tới sát ngày giải đấu khởi tranh. Ngày 3 tháng 1, họ sẽ có trận giao hữu với U23 Saudi Arabia. Ở vòng chung kết U23 châu Á, U23 Thái Lan sẽ nằm chung bảng với U23 Australia,
U23 Iraq và U23 Bahrain. Họ sẽ đá trận mở màn với U23 Bahrain lúc 20 giờ 15 phút ngày 8 tháng 1 trên sân vận động Raja Mangala của Bangkok. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Và đừng quên hãy nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.